Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với tựa game Cyber Hunter nha mọi người. Mình sẽ chơi ở trong cái chế độ đó là chế độ cổ điển thôi, hay còn có một cái tên gọi khác đó là loạn đấu nha mọi người. Và đây thì vẫn là Kẹo đây anh em ơi, tầm này thì mình đã loot đồ quá là ok rồi. Và anh em hãy theo chân Kẹo và săn mạng nào. Cái đậu xanh đây hả? À đủ thanh niên, thôi xong, tầm này là chú sắp xanh mộ với anh rồi nhá. Ui dồi ôi, làm quả bắn. Ui, bắn gọi là không trúng phát nào này, trúng đúng một phát này. Cái đậu xanh này vỡ đầu đi em ơi. Đơn giản thôi, như vậy là mình đã có được một kill rồi. Trong trận đấu này của chúng ta hiện tại còn là 85 người trên đất cơ anh em ơi. Anh em có thấy là căng thẳng không nhỉ mọi người? Tầm này thì mình sẽ lên trên và kiếm thêm mạng thôi nào. Hôm nay thì sắm được cái bộ trang phục, công nhận là anh em thấy ngầu chưa nhở? Cái bộ trang phục này người ta gọi là đẹp dịu dàng thôi anh em ơi. Không biết là còn nhiều anh em nào mà chưa tải cái tựa game Cyber Hunter này không nhỉ? Thế anh em hãy tải cái tựa game Cyber Hunter này. Đó, phải nói là chơi game giải trí rất là hay và thú vị nha. Thế anh em hãy tải và trải nghiệm cùng mình nhá. Nếu như mà anh em ưa thích thì chắc chắn là trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục làm thật nhiều những cái nội dung về tựa game Cyber Hunter này. À, ở dưới có người các bạn ơi. Hình như là nó mãi dưới thì phải à? Ok, bình tĩnh nào. Cái gì thì cũng phải từ từ, nói chung là không được vội vàng nha anh em ơi. Vội vàng hấp tấp là hỏng hết đấy. Ủa nhưng mà sao mà mình còn chưa thấy nó đâu vậy? Vãi cả trưởng, chẳng hiểu nó đang ở đâu nữa cơ anh em ơi. Phải công nhận là khá là căng thẳng nha anh em ơi, cái chuyện này không đùa được đâu. Người đâu vậy? Ủa? Nó cắn trộm mình xong bây giờ là nó trốn đâu vậy anh em ơi? Thật sự là mình cũng đến chịu thua với cái bạn này luôn cơ. Thôi rồi, thế này thì anh đúng là chịu thua với chú rồi. Tầm này là anh chẳng biết nói gì nữa đây. Rốt cuộc là cái thằng còn lại nó đang ở đâu vậy anh em ơi? Dã man con Nga nhở? Đấy, các ông thấy chưa, cái việc mà anh em tìm kiếm săn mạng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu nhá. À đây. Chú em ở đây à? Tưởng ở đâu cơ? Úi dồi ôi, từ từ để anh chuẩn bị cái đã nhá. Cái đậu xanh này làm sao đấy này, 2 kill luôn. Ok, con dê luôn, thanh niên này, ngổ ngáo, hổ báo, tính sơi anh nhưng mà sơi đâu nổi đâu. Vì đã chia sẻ tâm sự với anh em là bảo là sơi kẹo thì đâu có dễ đâu. Rồi nha anh em. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái khẩu súng trường bom môi cũng như là khẩu SMG Foxtrot, thì hai khẩu này combo súng rất là ổn luôn anh em ơi. Phải nói là rất là ổn luôn anh em, chơi game cực kỳ là dễ dàng. Nếu như mà anh em nào chưa có combo để lựa chọn thì hãy nên chọn cái combo này. Ơ vãi trưởng, phía trước có người này anh em, tông nó, ui, tông hụt rồi anh em ơi. Cái đậu xanh này làm sao đi hải mây. Ok, 3 kill và không thể ngăn cản luôn. Rồi ok, chuẩn bị là let's go nha mọi người. À, phía dưới ta còn người, căng. Anh lại sợ chú quá cơ. Ui dồi ôi, nó phá luôn cái ui, cái tường chắn luôn anh em ơi. Ghê, được, hay lắm. Chú mày hay lắm em ơi. Cái đậu xanh, từ từ anh em ơi, thằng này cho nó xanh mộ với mình luôn này. À, tính cho nó ăn liệu. Nhưng mà thôi anh em ơi, đổi qua SMG Fox cho đi. SMG Foxtrot này, lên bản đi em ơi. Bây giờ sẽ là bom môi này, súng trường bom môi này, không xanh mộ cơ mà hơi lạ này. Rồi mày chạy đi em ơi, chạy nữa đi em, và người chơi vô địch Sĩ Kẹo Cyber luôn. Như vậy là hiện tại thì trong cái trận đấu này mình đang là người ăn được nhiều kill nhất với 4 kill rồi anh em ơi. Số lượng người chơi còn lại chỉ còn lại là 62 nữa. Ồ, phải nói là rất là đông, nhưng mà đấy thì không phải là vấn đề chính với mình. Chúng ta tranh thủ lượm lặt thêm những cái trang bị nó ngon hơn thì tất nhiên là anh em sẽ sống dai hơn. Đó là cái kinh nghiệm chơi game của mình nha. Let's go nào anh em. Tầm này là chỉ có đi mô tô và xem là săn mạng nó có dễ hơn không. Chứ nói thật với anh em là tôi tâm sự với anh em, đi bộ cực kỳ anh em khó săn mạng. Vì là cái bản đồ trong tựa game Cyber Hunter là một thế giới mở vô cùng là rộng luôn. Rất là nhiều những cái địa hình phức tạp, anh em chơi game chắc chắn là sẽ không làm anh em nhàm chán đâu. Cái đậu xanh. Nhiều lúc cảm giác mình tổ lái hơi ngáo xíu thì anh chị em thông cảm nhỉ.
nói tâm sự với nghe một xíu thì chắc là ở kênh mình là cũng có đầy chị em xem video đấy chứ nhở. Đó, nói rồi lại quên. Hôm nay thì mình đã quay trở lại sau cái kỳ nghỉ lễ. Tất nhiên là sẽ livestream cũng như là làm video cho anh em xem nhiều hơn. Các bạn đang xem video thì nhớ là chia sẻ cái video này, cũng như là đừng quên là comment cũng như là yêu thích này, đề nghị những cái ý kiến của anh em để mình tiếp tục phát triển nha. Thank you mọi người. Hey hey. Thật sự là hơi chán. Đùa cho anh em còn lại 53 người cơ mà. Nhưng mà anh em thấy chưa, đã bảo với anh em rồi, kiếm người trong cái game này nó không hề đơn giản đâu nha. Thôi thì let's go nào và lục lại xung quanh cái khu này coi xem kiếm người nổi không. Chứ thật sự là bây giờ là mình đang khá là nản, bởi vì là chạy đi kiếm người nhưng mà đâu có kiếm được người đâu các bạn ơi. Nản hẳn luôn, không phải là nản bình thường đâu nha. Hello anh em, và sau quá trình lượm lặt thì mình đã có được rất là nhiều những cái đồ cấp 2 ở đây. Đó là mũ này, giáp này, găng tay này, rồi là giày nữa. Nhưng mà mình vừa lên được cái mũ 3, phải nói là ngon, chất lượng anh em ơi. Thôi thì ra ngoài xíu coi. Ui vãi trưởng, vãi trưởng. Đứa nào đấy, hay lắm em ơi. Mày tưởng là mày sơi anh mà dễ à, sơi anh mà dễ à. Làm sao đấy hả em? SMG Fox Trôn này mày lên bảng đi em ơi. Ngon lành cành đào luôn nhở. Phải gọi là chất lượng luôn nhá. Được rồi anh em, đẹp luôn cái bảng điểm số nhở. 5 kill luôn và còn lại tận 35 người chưa nữa cơ. Thôi thì tầm này là... À, trước mặt có người này đang định bảo là kiếm người hơi khó. Nhưng mà thằng này vác xác đến này mày. Vác xác đến này mày, vác xác đến đi em ơi. Đẩy qua luôn thằng này. Chắc chắn là nó không sống nổi với mình trong tầm 10 giây nữa nha anh em ơi. Anh em cứ tin ở mình nhé. Biết ngay mà xong luôn 6 kill này. Đã nói với anh em, kẹo nói với anh em thì không có bao giờ là sai nha. Vứt những cái đồ trang bị không cần thiết đi, và tất nhiên là tập trung để chiến đấu nào khi mà lại tiếp tục có thêm một đứa ở ngay trước mặt này. Ui, em da đen à? Da đen à? Da đen này em ơi, anh chỉ thích da trắng, tôi không có thích da đen đâu em ơi. Da đen chỉ là gu của mấy thằng châu Âu thôi, còn người Việt Nam mình nghe là cứ phải thích gái da trắng anh em ạ. Ok, ngon lành. Trời ơi, 7 kill chỉ cần hạ gục thêm 3 mạng nữa thôi là tôi đã có 10 kill rồi anh em ơi. À, cứ điều quan trọng là chúng nó còn lại, chúng nó đang ở đâu cơ. Tầm này kiếm người hơi bị khó khăn đấy. Nhiều khi cảm giác anh em chạy cả map nhưng không thấy người, thật sự là hơi nản đây. Và let's go nào. Các bạn A-Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi. Số lượng người chơi trong trận đấu thì ngày càng giảm đi đáng kể. Lên xe, xách ba lô và đi nào. Nói đùa với anh em chứ cái tựa game Cyber Hunter này nó sẽ không hiển thị cái ba lô sau lưng đâu. Tức là tất cả người chơi trong cái tựa game Cyber Hunter này thì đều phải sử dụng một loại ba lô duy nhất. Và dung tích của nó cũng bằng nhau luôn. Anh em không thể nâng cấp cũng như là không thể hạ cấp gì cả. Uầy thính. Thính kìa. Nhảy ra mà đi lậm thính thôi. Trong thính nghe đồn toàn có đồ ngon anh em ơi. Hãy thử sức với thính nào. Mong rằng cái lúc mình qua không có đứa nào gọi là căn ke trước thì không có lẽ là kẹo rất là dễ sanh mộ trong tình huống này đấy. Thôi thì let's go nào. Ui trông quả cái tia sáng thính màu đỏ hấp dẫn vãi trưởng. Ok anh em ơi, cho nó ngon vãi trưởng ra anh em ơi thì chả thích còn gì nữa. Được rồi các bạn ơi, chuẩn bị này. Hình như là cái đoạn này phải bơi qua sông cả. Tầm này là hơi bị nguy hiểm đấy nhá. Anh em chơi game thì cẩn thận thôi. Ok ok ok. Ui bơi này cảm giác chậm, đừng có ai bắn mình nha. Bắn mình là mình lên bảng điểm số đấy. Đừng đừng, đừng chơi vậy nha các bạn ơi. Ok này, ui thính có một cái giày cấp 3 này, chất chơi người rơi chơi anh em ơi. Ui vãi trưởng, có người. Bơi lại, bơi lại. Bơi lại nhanh còn kịp. Vãi trưởng không ngờ nó chạy qua ngay lúc này. Thôi xong này, ra đèn nữa hả? Mày chết với anh em ơi, 8 kill huyền thoại luôn này. May là mình nhanh tay nhanh chân, không có lẽ là bị thằng này nó hạ cho thì đâm ra lại nhục. Cơ bản là cái lúc mà mình vừa bơi về xong, đang bảo là lượm thính xong rồi mà. Bơi về xong cái bị bọn kia mà bị thằng này nó bắn cho thì có mà. Thôi thôi, thôi anh không chơi đâu. Vãi trưởng con nghi kia. Con nghi kia. Ui thật không thể tin nổi đấy. Thật không thể tin nổi đấy. Thật không thể tin nổi với 9 kill rồi nhá. Bọn này lại cứ thích xông ra là mồi cho mình cả. Khá là ngon. Cái điều quan trọng là mình đang muốn lượm thêm cái túi máu coi, nhưng mà lượm hơi khó đấy. Sẽ phải vứt bớt một số trang bị nữa, cũng như là cơ chế trong tựa game Cyber Hunter nó sẽ tự lượm đồ, nên là vứt đồ nó cũng hơi khó luôn. Thôi thì let's go.
Và qua bên này sứ quan, ui mình lỡ tay mình vứt hết nhiều đạn xuống trường rồi, còn lại 26 viên à. Thế nên là phải xem để lượng thêm cái đã. Ok, 25 viên. 25 trên 96 này. Ui vãi trưởng, phía trước có người luôn. Căng rồi nhá. Xong tảng đá 20. Vãi cả trưởng này. Mày lên bảng điểm số đi em ơi, anh nói đâu có sai đâu, 10 kill luôn. Chất lượng chưa anh em lại bảo là không chất lượng nên 10 kill top 1 thì anh em đã thấy là khủng chưa nhở? Ok mọi người, let's go nào. Mình sẽ lên phía trên này coi xem thế nào chứ mọi người. Ây, xung quanh anh toàn là nước à? Thôi đùa, xung quanh anh toàn là cái kiểu này gọi là cây thông. Mình nghĩ nó là cây thông thôi, chứ thật sự là không biết là cây nào nữa, thì anh em thử đoán xem nhờ. Cái này là do anh em đoán thôi chứ tôi nghĩ nó là cây thông. Ok, 6 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng và top 1 của mình ngày càng gần hơn nữa rồi. Phái trưởng đã bắn mình này. Ui, dựng rào chắn lên cái đã, thôi xong mày nhá. Anh da đen à? Anh da đen hả mày? Anh da đen à? Làm gì vậy anh da đen? 11 kill luôn. Ngọt sớt nhỉ anh em, ui ngoài bo. Tầm này thì chạy vào bo cái đã anh em ơi. Đó, nó phải như vậy. Tất nhiên là chúng ta không nên nhây bo làm gì, không lại hỏi là tại sao mình đai. Đấy, chơi game nó phải gọi là có chiến thuật đàng hoàng nhá mọi người nhá. Đúng rồi nào. Bây giờ để xem nào, xem người đâu cả rồi này. Anh lại cho các chú lên bảng điểm số hết cả bây giờ này. Tính lao liều với anh hả, sao nổi em ơi. Ok anh em, để xem mình chạy qua đây xem thế nào chứ mọi người. Tập này thì cơ hội chiến thắng đã lên đến đó là 20% rồi anh em ơi. Thôi thì cố gắng chơi để còn kiếm top 1 nữa chứ mọi người ơi. Mình sẽ lượn lờ qua phía này coi. Phải chừng có người. Có người anh em ơi. Áo đỏ chứng tỏ gì đây? Áo đỏ chứng tỏ cave này. Cave này 12 kill luôn anh em. Ngon lành nhở. Dựng tường chắn lút đồ cho nó an toàn nha. Nói chung là anh em chơi game phải cẩn thận. Đây tầm này mà đai nữa thì quá buồn luôn rồi. À kia. Ui dồi ôi, làm sao đấy 20, 13 kill này. Yes. Quá là đã luôn, còn 2 thằng nữa anh em ơi. Chỉ còn lại 2 thằng nữa này. Ồ. Làm sao kill nó được 2 đứa còn lại là top 1 rồi anh em ơi. Căng rồi nha. Tầm này là, ui vãi trưởng phía trước có người. Mày ở đấy hả em ơi, làm sao đấy. Cuốn để màu cái đã, chơi game cho tự tin này thằng kia. Mày ra đây anh bảo này. Ra đây anh bảo nhanh, à kia. Thôi xong. Cẩn thận cái đầu nha em ơi. Cẩn thận cái đầu nha em ơi. Ui chạy của gì mà láo lếu vậy. Láo lếu này, 14 kill luôn nhá. Rất là chia buồn chia buồn gia đình cùng với gia quyến này. Chia buồn cùng họ hàng làng xóm bạn đã bị đai rồi nhá. Thằng cuối. Tầm này là còn lại thằng cuối nha anh em ơi. Ok mọi người, vứt hết những cái trang bị thừa đi cho nó nhẹ ba lô. Thằng cuối đâu? Cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và Thunderbolt cuối chuẩn bị được bắt đầu nha anh em ơi. 50-50 này vô cùng là căng thẳng. Kẻ top 1 và người top 2. Đâu rồi? Trông có vẻ kiểu lo sợ vãi trưởng hơi bị căng ấy. Đã bảo với anh em rồi, 50-50 kiểu hên xui vãi trưởng luôn thề. Nếu mà bo ủng hộ như này thì kia rồi, thôi xong. Làm gì vậy Hải em ơi? Chết không kịp ngáp, victory, chiến thắng 15 kill rồi. Ngày hôm nay mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.